Ra bác thì chắc không ra được rồi. Biết rằng giờ mình độc thân theo chồng, chấp nhận theo chồng đó, mà không có ra bác, ra chung rồi không ra. Không ra. À, vậy từ là thành phố trở về Biên Hòa rồi trở về. Thành phố giờ là đặc biệt là người miền Nam. Không không ra ngoài đó. Tại có cái là mình không phải mình phân biệt dùng miền gì, không, nhưng mà không tại có vì phân biệt. cái khẩu vị chị Tại thích phải khẩu vị với hơn nữa là cái tiếp xúc với nhau đó, nó không có được. Nấu cái món ăn uống thôi mình cũng không có hợp nữa. Thì cũng là một ngày mới rất là vui vẻ. Thì chương trình của Hồ Tiếu TV đã tiếp tục lên hình để ghi sóng kết nối yêu thương. Thì trước hết thì xin hỏi chị tên họ là gì và có lời chị nói chào cộng xin đồng. Chào em. Chị xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Chúc một ngày vui vẻ. Chị tên là Nguyễn Thị Trúc. Năm nay nhiêu tuổi chị? Năm nay 60 tuổi. Dạ. Chị nói lớn lớn không chị? À. Chị đến từ đâu chị? Chị đến quê thì ở Kiên Giang. Mà giờ hiện giờ là chị lên về bên chồng ở trên Bình Dương. Dạ. Làm ăn trên chảnh cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Ông xã mất hồi năm 2004. Dạ. Con cái nó cũng hồi lúc đó chưa có vợ chồng. Dạ. Giờ về chảnh cứ vợ chồng ba đứa con. Một trai hai gái. Yeah. Giờ nó có nhà cửa ổn định hết. Yeah. Mình được mấy đứa cháu chị? Ba đứa, một trai hai gái á. Một trai hai gái. Rồi mà giờ là chị cũng ở chỗ, chị mướn mặt bằng chị bán ơn. Hồi đó mần lớn. Hồi trước dịch á thì mần lớn có mướn người ta, mà giờ thu nhỏ lại rồi ra không có mướn mần ơn. Cái nghề bán chính hàng ăn sáng luôn. Mua bán hả chị ha? Bán hàng ăn sáng luôn. Bán hàng điểm tâm. Dạ. Dạ. Yeah. Rồi mình có xem qua chương trình này lâu chưa chị? Xem thì chắc cũng cỡ khoảng hơn tháng rồi. Dạ. Và cái thời gian chị xem cái chương trình này, chị thấy cái chương trình này thế nào? Thì thấy chương trình thấy cũng có cái ý nghĩa. Thành ra chị cũng muốn đến đây kết nối. Dạ. Thương mà những mà muốn kìm một mảnh ghép để mà nửa đời còn lại nhá. Dạ. Để nương dựa với nhau sống qua ngày. Dạ. Để tới ngày cuối cùng. Dạ. Thì trong quá trình thời gian chị theo dõi thì cái chương trình này là một chương trình thiết thực rất là yêu thương cho những mảnh ghép trong cuộc sống, và chị đã cảm nhận được cái chương trình này ý nghĩa đối với chị. Vậy hôm nay chị đến tham gia chương trình này, cái mục đích của chị là tìm một nửa yêu thương trong cái quãng đời còn lại của chị, đúng không ạ? Đúng. Dạ. Nhưng mà có nói cái này là nếu anh nào mà có thương thì thương thiệt, thương để kết nối thành tình chồng vợ, nghèo thì hui hút với nhau mà giàu cũng cùng hưởng nhau, chứ không có để tuổi này mà để gian dở nữa là không. Dạ. Không thích. Dạ, trong quá trình mình đi lên trên đó mình làm ăn thì mình hiện nay chắc cũng có đã có cái nhà cửa ổn định đó chị ạ? Nhà cửa thì có con nó cất nhà rồi. Dạ. Gái con út gì cũng có nhà hết, có mình mướn mặt bằng mà. Dạ. Mình không có gì ở chung, nếu gì ở chung không buôn bán được. Dạ. Thành ra mình ở riêng một mình luôn. Thì dạ, trong thời gian chị theo dõi cái chương trình của anh em trong nhóm Hồ Tiếu TV. Dạ. Thì chị có để ý anh nào chưa? Cũng ngày gần đây thôi. Dạ. Có khoảng 3 ngày trở lại đây. Dạ. Thấy cái anh gì đó Trịnh. Dạ. Hoàng Sơn. Dạ. Ảnh ảnh nói là ảnh 66 tuổi nhưng mà trong giấy tới 74. Dạ. Nếu mà sự thật là vợ con anh không có thì thằng này cũng xin kết nối, nếu mà ảnh có đằng này thì gọn ghẻ gì đó. Dạ. Không có ai mà ảnh cũng nói là ảnh thương cái người mà nghèo khổ mà chồng chết hay hoặc giả vợ ở một mình đồ đó là ổng sẽ mến. Dạ. Ra chị nghe vậy mà chị đến, mà nếu mà anh Sơn ảnh có cái muốn cái lòng mà muốn như vậy thì em cũng xin kết nối với ảnh. Dạ. Rồi thời gian tìm hiểu. Dạ, xin hỏi chị thêm một câu nữa ha. Nếu ngoài cái trường hợp mà của các anh mà chị vừa xem trong cái chương trình mà chị thích cái lời nói của ảnh. Dạ. Cũng như là thích cái tư cách cuộc sống của ảnh, thì nếu mà ngoài anh đó ra
thì chị còn muốn kết nối với người nào nữa không? Ví dụ như trường hợp mà chị lên hình như thế này mà anh đó ảnh với chị không có duyên để kết nối thì mình À có thể mình kết nối với người khác được không chị? được, nhưng mà người đó cũng phải cho biết trước khi kết nối, cũng phải cho biết quê quán ở đâu, hay Đúng rồi là, chị. nhưng mà tôi công giáo là tôi không không thương người đạo Phật giáo Hòa Hảo, tôi không có ngoại đạo, tôi không, Là chị đạo gì? tôi Phật giáo Hòa Hảo, Giáo Hòa Hảo. À, nếu mà cùng đạo với chị ha. cùng đạo ông thôi Cao Đài, Dạ. chứ công giáo tôi không không chịu. Dạ. Và tôi cũng hay có cái tánh hay đi chùa đồ đó, thành ra người công giáo người ta không có thích đi chùa, người ta đi nhà thờ Dạ. với đám tiệc đồ người ta không có dự đó, À, ví dụ trừ như mà người đó cái người thôi. muốn đến với chị mà không phải là cái người mà chị chọn, là một người khác mà ta để ý trong cái lời nói và hành động của chị, ta rất thích Dạ chị, và đặc biệt chị có cái nghề nấu ăn rất là ngon đúng không, tại chị bán quán dạ mà. dạ dạ À, có thì dĩ nhiên là chị bán quán thì chị, những cái món ăn là chị ta thường thường tí rồi, có món ăn Việt dạ Nam mà đúng dạ không, dạ thì nếu cái anh đó anh muốn kết nối yêu thương với chị thì chị có thể là chọn cái vùng miền hay là cái độ tuổi không chị? thì năm nay mình 60, chọn cứng lắm là 66 trở lại, Sao sao trở lại? còn mà bằng thì nếu mà có tù thì cũng 59 thôi chứ không có nữa. Dạ, vâng. Rồi rồi nói cái này nữa, thì anh đó nếu được người nam thì tốt. À, miền Nam ha, tốt ha. À Còn nếu mà ngược dòng thời gian ra Bắc đó thì giờ ra chị có Bắc đồng thì ý chắc không? không ra được rồi, biết rằng giờ mình độc thân theo chồng, Dạ. chấp nhận theo chồng đó, mà không có ra Bắc, ra chung rồi không ra. Không ra. À Vậy từ là thành phố trở về Biên Hòa rồi trở thành phố về, giờ này là đặc biệt là người miền Nam. Dạ. không không ra ngoài đó, Phải có cái là mình không phải mà mình phân biệt vùng miền gì, không nhưng mà tại không vì có phân biệt, cái khẩu vị chị yêu tại thích phải không? khẩu vị với hơn nữa là cái tiếp xúc với nhau đó, nó không có được, nấu cái món ăn uống thôi mình cũng không có hợp nữa. Chứ không phải mình chê khen gì, nhưng mà trong miền Nam này bây Thì nó dễ giờ hơn ha, gần gũi hơn ha. chị, giờ chị đến đây chị cũng trước mắt là chủ yếu là anh Trịnh Hoàng Sơn, mà nếu mà anh có nghe được cái những lời mà em đến đây để em kết nối với anh mà anh không có ở đây, thì sau chương trình này á anh mà xem lại á, thì nếu mà trong lương tâm anh mà anh kiếm một cái người nghèo phụ nữ mà giá bụa như em á, để nuôi con giờ khôn lớn, giờ là coi như con nó nên bề gia thất hết rồi, mà giờ á em cũng nói thiệt, nhà của con là nhà của con chứ còn nhà của mẹ á, nó mới là nhà của con đó. Dạ. Ra giờ á còn mạnh giỏi á, thì làm ăn, rồi tới chừng mà yếu đuối thì về quê, Giờ quê mình thì ở dưới này, ở miền Kiên Tây, Giang, ở Kiên Giang. mà quê của mình á thì nuôi tôm nuôi cua đồ không, Dạ. ngày Ở xưa Kiên á, Giang bằng ở lúa ở ở huyện Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, xã gì? xã Vĩnh Phong. Dạ. Thì chị cho biết sơ sơ về cái ưu khuyết điểm của chị được không? Nói Cái tính tình chị á, nó có hai cái mặt, một là khuyết, một cái là khuyết điểm ha. cái mặt ra Ưu điểm trước đi. là ưu điểm mình ấy hen, là thích cái nghề mua bán, Dạ. biết có vợ có chồng là về thành phố là mua bán không à, mà mần cái gì biết thất bại, nhưng mà đã lỡ mần lỡ hứa rồi là làm tới, Dạ. mình có cái tánh gan đó đó. Còn mà khuyết điểm là tánh hơi thương người, bị lừa hoài, nói thiệt cái đó, nói thiệt không có biết chạy xe, mà tiền con nó cứ đưa cho nó mua xe rồi nó không trả, mà hết đứa này tới đứa nọ thấy khổ, nhà ba bốn người mà có chiếc xe đưa tống đi hoài, trễ giờ rồi, bấm thẻ không được, ngày đó bằng công không, nó cứ kể gì hoài. Dưới có một cái nhược điểm này nè là hay đi chùa, Cái đó không phải là cái khuyết điểm mà chị, mà có là cái ưu điểm. đó hay đi chùa chiền, thành ra em cũng nói thiệt với anh là em không có thích lấy người ngoại đạo. Mình có khi mình đi chùa mình làm một cái gì đó nhỏ nhỏ mà không, nó không có hạt, ra em Thì không có. mỗi người mỗi sở thích khác Dạ nhau, dạ và trong cái mà tính tình của chị á, dạ thì hồi nãy giờ sơ qua thì ở đây em cũng nắm được một chút xíu dạ tính tình chị là thích đó là buôn bán vui dạ vẻ, và dạ cái khuyết điểm của chị là hay tin người, dạ còn vấn đề đi chùa đó là cái tín ngưỡng riêng cá nhân của chị, mỗi người ai cũng có tín ngưỡng khác dạ nhau, vì thế dạ mà mình không có dám nói vấn đề đó. Và dạ bên cạnh đó thì
cũng muốn hỏi chị á, là ví dụ như là mình có gia đình mà đặc biệt anh đó anh thương chị và anh muốn sống với chị, thì chị có đòi hỏi ảnh vật chất tài sản hay là nhà cửa hay là như thế nào không? Nếu mà ảnh còn khỏe thì mình ông mà từng tuổi đó thì chắc có thể cũng có cái bề thế sống, ảnh mới đi kiếm vợ, anh ra mình mới nương. Bây giờ á hả, anh nghèo giàu gì nếu có tình thương đủ lớn với nhau là không có nói giàu Dạ, ví dụ nghèo. anh này anh là bảo vệ mà anh thôi vợ, anh không có mà nhà cửa, anh chỉ sống trong căn nhà trọ và anh làm cái công nghiệp việc anh là bảo vệ ngân hàng hay bảo vệ cơ quan của ví dụ, mức lương của anh là tối thiểu nhất đó, là 5 triệu, thì anh muốn tìm một nửa yêu thương mà chỉ có mà phải lòng mà anh để ý chị, và chị có chấp nhận để làm quen với anh không? Chị và chị cũng nói thiệt Dạ. với em và nói thiệt với anh và vậy là nói sự thật. Hồi đó ông xã ông bệnh đó, rồi nó ngay nhà dưới quê mình cũng có á, mình mới bán rồi bây giờ á hả, là giờ mười mấy năm nay, 20 năm nay mà đi lên đó mà lo nuôi con ăn học rồi lo cứ vợ cứ con, bây giờ nói sự thật giờ con nó đứa nào cũng có nhà hết, con trai làm bên xây dựng có nhà cửa hết, mà giờ mình giờ là sự thật bản thân mình là không có nhà, mình ra muốn kiếm một cái anh nào giàu nhà nhỏ già lớn gì để nương dựa với nhau, ảnh sống chỗ nào tôi sống chỗ đấy, tôi chấp nhận theo chồng sống Là không không chịu cái anh mà không có nhà là không có nhà là không không đó. chịu đúng Anh ra cái cuộc sống giờ 20 năm, 19 năm nay nhà thuê nhà mướn tôi sợ quá dạ. Ở trong cái xã hội hiện nay nha. cuộc sống đang phát triển, mọi người Dạ, đều sợ phải quá trải qua sợ những rồi. cái giai đoạn Dạ. và kinh tế, thì chính vì thế mà có như một số anh chị em hiện nay cũng lớn tuổi rồi Dạ. cũng chưa được có một cái mái ấm mà chưa được có một cái nhà riêng, và chính vì thế mà Dạ. họ cũng muốn lên chương trình đó để Dạ. tìm một nơi yêu thương, mặc dù đó là không có nhà nhưng mà cũng mong rằng cho mình có một cái mái ấm dù đơn sơ nhỏ nhắn gì đó nhưng mà cũng phải là cái nhà đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Chứ ở tạm bạc ở đậu người ta rồi thời gian vui buồn mất công. Ví dụ hai người mà thương nhau thì ảnh về sống với chị. Không, tôi về bên ảnh nè, Dạ. con tôi giờ này anh đứa ở gã về Long An, đứa gã về Bến Cát, một đứa ở sau lưng của Đại Nam, là nó hạng giai nó phát triển đó, nó mua đất mua nhà các nhà đó đó. Tôi ở ngã tư Đất Thánh, gần công nghiệp Sikova đó, để tôi buôn bán. Là ở đó là mười mấy 20 năm rồi đó, Lâu dữ ha. và ở có ba cái phòng trọ thôi, phòng trọ mới đầu lên ở, viết ra mặt bằng ở đó buôn bán. Bây giờ mướn cái mặt bằng mấy triệu, nhưng mà làm nhỏ lại không có bán dắt chiều nữa. Mình ra giờ hả, mình muốn tìm một cái người nào để tương đối để mà sống với nhau mà suốt đời nha, chứ không có nghĩ là bữa nay anh làm bạn với em rồi 5 2 năm mà thử rồi ấy, học nếu vậy là tôi ở luôn vậy luôn sau này để cho con cháu nó nuôi. Quá Giờ mình trình mình lên đó mình ở cũng nhiều năm lập nghiệp rồi để tạo được cuộc sống mưu sinh cho gia đình, lo cho con cái ăn học trưởng thành và lên người, thì trong thời gian chị buôn bán thì chúng ta tiếp xúc rất nhiều anh phải không, có anh nào ngỏ ý thương chị không? thiếu gì bảo vệ mà tôi bán ngay đó tôi không Bảo vệ thấy đó, bảo vệ tiếng bảo vệ nghe nghe ngán. nghe không mặn không đủ nuôi thân nữa, có đâu gì nuôi vợ, đa số là vợ dưới quê lên làm bảo vệ Vậy là chị nghe tiếng bảo vệ là thôi. chị sợ đúng không? Bây giờ không phải bảo vệ Quậy mà một cái lắm, người khác nông dân đó, đi làm thuê tôi đó, bán là ngay lao động cổng luôn. nhưng mà có nhà, có đồng ý không? Thì cái đó là giờ nói vu vơ mình cũng không biết, giờ nếu ấy được thì anh cứ việc cho số. Dạ. Mà phải Có cân xứng với nghĩa là mình. trong trong cái giai đoạn mà chị đang tìm người thì em nói chung là đại khái là rất nhiều anh là xem trên một clip này. À, thì có nhiều anh thì là làm cu ly thợ hồ, có nhiều anh làm bảo vệ, có nhiều anh làm nông làm ruộng, thì trong những cái giai cấp đó thì tất cả đều là một cái giai cấp lao động hết, nhưng mà bên cạnh thì có người có nhà người không có nhà, thì ý của chị nãy giờ là muốn tìm cho mình một cái mái ấm tình thương, có một cái mái nhà để hai chồng ngủ nghỉ sớm hôm như buổi cơm chiều á, dưới một cái tô canh rau, một cái nồi cá kho, một bữa cơm. Đó, đơn giản vậy thôi nhưng mà hai chồng cảm thấy hạnh phúc để nương tựa nhau trong cuộc đời này đúng chị?
Chính vì thế mà đây là một cái chương trình mang thiết thực cho tất cả các cô chú, chị em, các bạn đang xem. Nếu quý vị thấy cảm thấy chương trình ý nghĩa thì hãy cho anh em chúng tôi trong phòng nhóm Hồ Tiếng TV đó, mỗi người một like, theo dõi, đăng ký cũng như là chia sẻ, để trong cái đoạn clip tới có nhiều cái đoạn clip hay nói về cái cuộc sống đời thường của mỗi người. Và cũng mong là các cô bác hãy bình luận với một cái sự yêu thích, để chúng ta cùng tương tác xây dựng cuộc sống này tốt đẹp hơn. Và cũng một lần nữa cũng xin cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình, chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng của chị, và cũng gửi đến tất cả các anh độ tuổi từ 58 60, hãy nghe lời chị Trúc nói an, tôi có cái nhà đó, có công việc ổn định đó, thì hãy đến tham gia và tiếp tục kết nối với chương trình Kinh tế yêu thương cũng như một tiếng TV. Và chúng tôi sẽ gửi cho tất cả các bạn, nếu mà để ý cái cô nào hoặc là chị nào ở trên cái đoạn clip, ở trong mỗi đoạn clip có mã số ghi sẵn, nếu mà tất cả các anh hãy xem vô đó và nhìn cái mã số thứ tự và chụp hình lại và điện thoại cho anh em chúng tôi là nó thích cái cô đó tên gì, mã số mấy, thì anh em chúng tôi mới điều tra ra được cái thông tin. Và khi mà các anh muốn kết nối với một nhân vật nào đó trong cái đoạn clip mà anh em chúng tôi đăng tải lên, thì tất cả đều phải đến ghi hình và được phải ký vô trong cái tờ cam kết thỏa thuận ha, là tự nguyện đến tham gia. Thì lần nữa em cũng xin thay mặt cho anh trong nhóm Hồ Tiếng ha. Để em có ý kiến. Dạ, nói vậy. Em cũng đến đây kết nối với chương Dạ trình của mà chú Tiến, đó. mà anh Tư có nghe những lời này á, anh Trịnh mà Minh Sơn á Dạ. có nghe những lời này đó, thì anh cũng cho em cơ hội để em về mà sống bên anh. Em hồi đó giờ em có gia đình là em sống bên chồng không ạ, giờ là hồi đó cha mẹ mình gả đi thì một thân một mình, giờ được ba đứa con, giờ cũng nên bề gia thất hết rồi, giờ mình cũng một thân một mình đó đó. Nếu mà anh Trịnh Văn Sơn mà có nghe được đó, thì cho em một cái cơ hội để mình gặp gỡ với nhau và tìm hiểu. Em bây giờ là em cũng buôn bán mà em cũng tranh thủ để mà đi xuống với chú Tiến này để gặp anh đó. Thôi bây giờ hồi trước hết chương trình em chúc cho anh được nhiều sức khỏe, trẻ mãi không già, rồi mà em chúc cho cộng đồng mạng vui vẻ, là đẹp đẽ, không có màng ăn cái gì cũng suôn sẻ hết. Rồi em cảm ơn chương Chúc trình. chị sẽ được những gì mà chị mong muốn ha. Rồi cuối lời là xin thay mặt cho chương trình của anh em với một tiếng, mong là quý vị hãy bật like, subscribe không vậy, đăng ký được theo dõi, chia sẻ và cùng đến tham gia chương trình để mang ý nghĩa thiết thực hơn. Đó, xin chào chị ha, chào con vậy. Cũng mau mà.